Sự thật về việc ăn nhiều đường gây bệnh đái tháo đường. Nhiều người cho rằng khi cơ thể được dung nạp quá nhiều thức ăn, thực phẩm giàu đường sẽ gây ra bệnh đái tháo đường. Theo tiến sĩ bác sĩ Trần Quang Nam, trưởng khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đái tháo đường có nhiều nguyên nhân như tình trạng gia tăng tỷ lệ thừa cân béo phì, thói quen ăn uống thiếu khoa học, lười vận động và một phần mang yếu tố di truyền. Từ trước tới nay, người dân vẫn quan niệm ăn nhiều đường mới bị đái tháo đường, thực chất không đúng như vậy. Tiến sĩ Nam cho biết khi ăn đường nhiều, những thực phẩm này có năng lượng cao làm tăng cân, thay đổi rối loạn chuyển hóa đường, mỡ dẫn tới nguy cơ bị đái tháo đường tăng lên. Vì vậy, tiến sĩ Nam khuyến cáo không nên ăn nhiều đường, nhất là tuổi dậy thì ăn nhiều đường, gây dư thừa năng lượng và dẫn tới béo phì. Béo phì là thủ phạm số 1 gây bệnh đái tháo đường. Tiểu đường có hai loại là tiểu đường type 1 và tiểu đường type 2. Bệnh tiểu đường type 1 hay gặp ở trẻ nhỏ, tiểu đường type 2 hay gặp ở người lớn nhưng gần đây đang trẻ hóa. Đái tháo đường thứ phát theo bác sĩ Nam, hiện có các trường hợp rối loạn đường huyết do bệnh cường giáp, lạm dụng corticoid, bệnh nhân bị sỏi tụy gây tổn thương tụy ngoại tiết để tiết ra men tiêu hóa, giảm tiết insulin gây rối loạn đường huyết. Tiếp đến là loại tiểu đường ở thời kỳ mang thai. Phụ nữ trước khi mang thai không bị đái tháo đường nhưng trong lúc mang thai bị rối loạn đường huyết, đái tháo đường thai kỳ thường là những người phụ nữ có sẵn các yếu tố tăng đường huyết như có cha, có mẹ bị đái tháo đường, béo phì v.v. Để phòng bệnh đái tháo đường, tiến sĩ Nam cho biết theo khuyến cáo từ Hiệp hội Đái tháo đường Mỹ, rèn luyện thói quen sống lành mạnh là chìa khóa vàng. Các phương pháp này rất đơn giản, không tốn kém, không gây đau đớn và ai cũng có thể thực hiện được để đẩy lùi căn bệnh mãn tính này. Giảm cân, đưa cơ thể về mức cân đối là ưu tiên hàng đầu khi điều trị bệnh đái tháo đường. Giảm cân thông qua việc áp dụng chế độ dinh dưỡng phù hợp, tăng cường rèn luyện thể lực và thư giãn tinh thần. Tùy thể trạng của từng người, bác sĩ chuyên khoa sẽ vạch ra tiến trình giảm cân, điều hòa glucose máu hiệu quả nhất. Để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho hoạt động của cơ thể, tránh nguy cơ mắc đái tháo đường, bác sĩ Nam khuyến cáo bạn nên lựa chọn các nguồn thực phẩm có chứa đường tự nhiên để thay thế cho đường tinh luyện. Hạn chế ăn vặt, những loại thực phẩm như bánh kẹo, sô cô la, nước ngọt thường chứa hàm lượng đường khá cao. Do đó bạn nên hạn chế sử dụng và lựa chọn những thực phẩm ăn vặt tốt cho cơ thể như các loại hạt, sữa chua, trái cây. Bổ sung thêm nhiều rau củ quả tươi. Ngoài cách ăn trực tiếp thì bạn cũng có thể chế biến rau củ quả thành sinh tố nước ép để dung nạp cho cơ thể mỗi ngày. Chúng ta nên hạn chế chế độ ăn uống đóng chai, trà sữa vẫn được khuyến khích hạn chế sử dụng. Thay vào đó, bạn nên dùng những loại nước ép trái cây, nước lọc sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bạn. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.